Dạo này dọn làm cái gì ta? Nhỏ có còn đi chạy xe không? Còn chứ, tôi vẫn còn đi chạy xe nha. Mà bữa nay là chạy xe có đầu tư luôn nè. Tôi mới về quê, tôi đóng một cái ba ga để đằng sau lưng á, rồi tôi đem lên trên đây để tôi đi chở hàng nha. Thì nói chung á là tôi cũng muốn làm cái ba ga này lâu dữ lắm rồi. Mọi người biết để chi không? Tại vì tôi chạy bên cái này nè mọi người, là tôi thấy giao hàng nó ok hơn nha. Tuy á là chở nhiều đồ, chở nặng thiệt nhưng mà chạy thoải mái lắm. Thôi bây giờ tôi quyết định luôn, tôi về tôi làm nguyên cái ba ga rồi lên đây tôi bật app tôi chạy giao hàng. Với lại dạo này tôi cũng có bán đồ á mọi người, cái tôi làm cái ba ga gì nè, khi nào ở dưới quê gỡ đồ lên á, tôi ra bến xe tôi nhận tôi chở về cho nó dễ, chứ cái lúc mà chưa có làm á là chở về khó dữ lắm luôn. Với lại thuê người ta chở mọi người tốn lắm. Thôi giờ bỏ ra có vài trăm mà đóng nguyên cái ba ga luôn, mà mình xài suốt đời luôn á nha. Đóng nguyên cái ba ga lên nhìn mắc cười lắm mọi người, kiểu như là tôi chuyên về giao hàng gì đó. Mới ngày đầu đem lên chạy ra đường ai cũng nhìn hết trơn luôn, nói chèn ơi tầng này nó đóng nguyên cái ba ga nhưng mà bự dữ, không biết nó chở cái gì không biết nữa. Tới tôi nhìn tôi còn thấy ngại nữa chèn ơi, kiểu như tôi nói chàng ơi cái gì đâu mà sao nhiều người nhìn mình quá vậy. Kiểu như là lúc trước mình mặn áo bi, cái mình đi chạy bi là mình sẽ chở người hoặc là mình giao đồ ăn chứ lại chở những cục hàng nhỏ nhỏ thôi. Còn bây giờ là mình đầu tư luôn, mình đóng nguyên cái ba ga để mình chở những cục hàng bự. Mọi người thấy không, vừa bật app lên chạy á là tôi có đơn liền đó cả nhà. Cái này là đi nhận chống sốc để chở giao cho người ta nè, mà hên được cái cuốc này chở có hai cục chống sốc nhỏ nhỏ à, cũng đỡ. Không biết là mấy cuốc sau chở đồ có nhiều không nữa. Mà kiểu như là tôi bật giao hàng á mọi người, là tôi để chế độ là chở tầm khoảng 20kg đâu lại à, cho nên là chắc không có sao đâu. Nếu mà có cuốc nào mà hơn 20kg á chắc tôi không có chạy được đâu mọi người, tại vì để lên nặng lắm chở không có nổi. Kiểu như là cái tướng tôi có chút xíu à, mà cái chiếc xe tôi bự bành kia, thêm cục hàng hơn 20kg bự bành kia cái nữa, là chạy ra ngoài đường người ta chỉ thấy chiếc xe với cục hàng thôi, còn tôi là nó lép mắt tiêu hoài. Thì cái công việc của tôi á mọi người là cũng vẫn còn chạy xe nha, cho nên là mọi người đừng có thắc mắc nữa. Chàng ơi tôi không có bỏ nghề đâu, buổi sáng tôi chạy xe tới trưa nè, trưa về mua đồ về nấu cơm ăn ha. Mà bữa nay đâu có đi chợ mua đồ đâu, cái này có sẵn ở nhà nè, tôi mua tôi dự trữ. Nói chung á là tôi không có bỏ đâu mọi người, làm gì làm mình cũng phải chạy xe để kiếm một thu nhập nho nhỏ thêm. Rồi về nhà cũng sẽ quay clip nấu ăn để đăng lên cho mọi người xem nè, rồi kể những câu chuyện này câu chuyện kia, những vấn đề gì đó, những cuộc sống hàng ngày của tôi như thế nào đó, tôi sẽ diễn tả, tôi kể lại cho mọi người nghe, cho mọi người xem ha. Như bữa nay nè là tôi mới làm cái ba ga cho chiếc xe của tôi đó để tôi chở hàng, tôi cũng chia sẻ cho cả nhà mình xem. Rồi đi chạy xe từ sáng tới trưa về cũng đuối như lắm rồi, thôi giờ về nhà nấu cơm ăn ha. Thì mấy con cá biển này nè chế biến đơn giản thôi, tôi ốp vô một xíu muối xíu bột ngọt cho nó vừa ăn, rồi cho thêm tí xả bông vô nữa mình để cho nó thấm ha. Xong rồi bắt lên chiên nè, chiên sơ qua sơ lại, chở tới chở lui xíu nó vàng lên gì là được nha. Tôi ở có một mình nè, lủi thủi lắm mọi người, tự về nhà nấu ăn mình ăn cho nó no, thiệt là no nha mọi người. Ăn xong nghỉ ngơi cái chiều mình đi chạy xe tiếp. Một ngày của tôi là xây dòng nó có nhiêu đó đó mọi người, sáng đi chạy xe, trưa về nấu đồ ăn quay clip, rồi chiều mới chạy xe nữa, tối về cái cũng mua cái gì đó về ăn, xong rồi ngủ tới sáng chạy xe tiếp. Nói chung là nó sẽ xây vòng tròn như là một trái đất tròn do. Thôi bây giờ tôi lo tôi ăn cơm xong tôi đi ngủ nè, để chiều nay còn ga xe chạy nữa, không biết chiều nay chở được hàng gì đây.